Một lượng lớn bùn đất đã được lực lượng chức năng đào bới để tìm kiếm 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 mất tích trong vụ sạt lở xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sạt lở đất đổ xuống khu nhà tham mưu của sư đoàn 337, số người nghi mất tích là 22 người, trong đó có 4 sĩ quan, 1 thượng tá, 3 trợ lý, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ. Số quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu là lực lượng hậu cần kỹ thuật. Lực lượng chức năng đã làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm cứu hộ các cán bộ chiến sĩ mất tích. Dự báo, thời tiết tại khu vực tìm kiếm sẽ rất xấu, mưa lũ rất khó lường. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã đưa 140 cán bộ chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ và 5 phương tiện lên hiện trường thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường phân đội chó nghiệp vụ của Cụm 4, Trường Trung cấp 24, Biên phòng, đóng quân tại xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị lên hiện trường để tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ chiến sĩ. Phân đội gồm 3 chó nghiệp vụ và 6 cán bộ huấn luyện viên. Báo Thanh Niên sẽ liên tục thông tin về những diễn biến liên quan.